Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda e-Blade với một phiên bản tiêu chuẩn 125 phân khối của năm 2025 các bạn nha. Mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe đến từ lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 85 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ở lý đang có đầy đủ các phiên bản khác nhau của dòng xe Honda e-Blade cho năm 2025. Các bạn có thể qua đại lý để tham khảo xe cho mình hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang để được tư vấn cụ thể với số điện thoại 036 2973 808. Trước hết thì mình sẽ quay riêng với một phiên bản màu sắc đen bóng tiêu chuẩn để các bạn có thể nhìn ngắm. Sau đó sẽ quay thêm các phiên bản màu sắc khác nữa, đặc biệt là báo giá cụ thể trong thời điểm cuối tháng 8 này cho phiên bản 125 và phiên bản 160 trên dòng xe Honda e-Blade. Với dòng xe Honda e-Blade phiên bản 125 phân khối thì hiện tại Honda Việt Nam vẫn trang bị hệ thống phanh kết hợp CVS mà thôi. Cơ bản thì tổng thể thiết kế không thay đổi so với phiên bản của năm 2023. Ngoại trừ phiên bản màu sắc đen bóng được bổ sung thêm, trước đây ở phiên bản tiêu chuẩn chỉ có màu sắc xanh đậm và màu đỏ đô mà thôi. Nay được bổ sung thêm màu đen bóng cũng giúp chiếc xe có nhiều sự lựa chọn ở phần màu sắc hơn, đặc biệt là bổ sung thêm một phiên bản cao cấp với những màu sắc nổi trội và ấn tượng. Quá đẹp và ấn tượng rồi các bạn nha. Trang bị trên xe cũng đầy đủ điển hình, mặt đồng hồ full LCD hoàn toàn. Các nút chức năng phím nhân xe đều được trang bị đầy đủ, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe. Chìa khóa thông minh Smart Key được trang bị trên cả phiên bản 125 lẫn phiên bản 160. Bình xăng của chiếc xe này di chuyển toàn bộ ra phía trước, giúp cho chiếc xe có một chiếc cốp rất rộng luôn. Mình rất thích hệ thống giảm sóc đôi phía sau của xe, giúp chiếc xe trở nên cân đối hơn, đẹp hơn khá nhiều. Không giống như dòng xe Vario này hay dòng xe đối thủ là dòng xe Yamaha Frigo các bạn nha. Nhưng điểm bất tiện ở đây là với chị em nào mặc váy mà điều khiển mẫu xe này, nó sẽ hơi bất tiện một chút bởi cái bình xăng của nó đặt ở vị trí ngăn cách ở phần để chân. Các bạn có thể nhìn cận cảnh. Phiên bản mới năm 2025 ở 125 khối đang cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ ăn xăng ở mức là 2,14 lít trên 100 km. Còn phiên bản 160 nhỉnh hơn một chút là 2,19 lít trên 100 km các bạn nha. Chênh nhau một chút ở phần khả năng tiết kiệm của từng mẫu xe. Trong thời điểm hiện tại, đây là phiên bản có mức giá bán rẻ nhất vào khoảng tầm 43 triệu đồng, 43 đến 43 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản tiêu chuẩn 125 của năm 2025 trên dòng xe Honda e-Blade. Các bạn có thể nhìn một chút cho mình ở phần đầu xe này, với hệ thống đèn pha cốt được trang bị bóng LED, đèn đường mi và đèn xi nhan ở phần phía trên của xe một chút. Màu sắc cũng bóng bẩy đẹp, đáng để quan tâm. Với những ai yêu thích một dòng xe tay ga trung tính, mua về để vợ, chồng, con cái, bố mẹ đều có thể đi được thì hoàn toàn có thể lựa chọn dòng xe này các bạn nha. Gần như là một mẫu xe tay ga quốc dân tại Việt Nam chúng ta rồi và hiện tại đang được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại bởi tính thực dụng của nó. Nếu để so sánh với các đối thủ thì gần như mẫu xe không có đối thủ trong cùng khúc luôn. Dù biết rằng có khá nhiều các mẫu xe khác nhau đến từ Yamaha như dòng xe Yamaha Frigo này, hay những cái mẫu xe cũng có cả chính hãng trong nước nhập khẩu là mẫu xe Vario phiên bản 125, nhưng dòng xe e-Blade vẫn được quan tâm hơn cả ở trong thời điểm hiện tại. Đây là một số các phiên bản khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm, trong đó có cả những phiên bản màu sắc sơn độ 3D của phiên bản cũ năm 2023. Đây là phiên bản 160, phiên bản với màu sắc đặc biệt, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Phiên bản này hiện tại có mức giá bán vào khoảng tầm 59 triệu các bạn nha. Và 59 triệu 500 đến 60 triệu là phiên bản thể thao với màu sắc xám đen. Còn những phiên bản của năm 2023 ấy, thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Giá bán dao động cho khoảng tầm từ 42 cho tới 44 triệu cho những phiên bản màu sắc sơn thường và sơn độ 3D. Đây là một phiên bản 160, màu sắc cũ các bạn nhé, màu sắc xanh dương đậm năm 2023. Giá vào khoảng tầm 57 triệu cho phiên bản này. Tiếp tục một phiên bản màu sắc đen bóng nữa, các bạn có thể nhìn cận cảnh của 125 phân khối. Hiện tại ý đã lên cho nó một số món đồ chơi phụ kiện để đem đến những nét mới mẻ hơn cho mẫu xe. Giảm sóc sau có bình dầu tạo độ êm ái, các bạn có thể nhìn ngắm. Và đây là một phiên bản cao cấp của 125i các bạn nha, phiên bản màu bạc đỏ đen. Phiên bản này hiện tại đang có mức giá bán vào khoảng tầm 44 triệu 500. Trong khi đó phiên bản đặc biệt của 125i gồm màu sắc xanh nhám đen thì giá bán của nó vào khoảng tầm 45 đến 45 triệu 500 nghìn đồng. Và khoảng tầm 46 triệu là giá bán của phiên bản 125i thể thao với màu sắc xám đỏ đen, các bạn có thể lưu ý. Tương tự như vậy thì
mẫu xe Honda Update phiên bản 160 cũng sẽ có 4 phiên bản tương tự, tiêu chuẩn với mức giá bán vào khoảng tầm 57 đến 57 triệu 500, cao cấp 58 đến 58 triệu 500, phiên bản đặc biệt 59 triệu đến 59 triệu 500 và phiên bản thể thao là 60 triệu các bạn nha. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Mức giá bán mình báo bạn ấy đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa gồm đăng ký mà thôi. Nhiều bạn sẽ hỏi mình tại sao giá bán của dòng xe Honda Blade trong khu vực miền Nam lại cao hơn so với khu miền Bắc ấy. Hiện tại thì miền Bắc dao động trong khoảng tầm từ 43 đến 45 triệu cho phiên bản 125 phân khối và từ 57 đến 59 triệu so cho phiên bản 160, còn ở miền Nam sẽ nhỉnh hơn 1 triệu ở các phiên bản các bạn nha. 1 triệu ở đây là tiền phí vận chuyển. Hầu hết các cái công ty của Honda Việt Nam đều đặt ở khu vực miền Bắc. Các bạn muốn mua xe thì phải vận chuyển xe vào trong miền Nam nên cái tiền kinh phí vận chuyển này rồi bến bãi vân vân thì nó sẽ chênh lên nên giá bán của nó mới cao hơn so với khu miền Bắc như vậy. Không riêng gì dòng xe Honda Blade đâu mà các mẫu xe máy khác của Honda cũng như Yamaha cũng sẽ có những mẫu xe có giá bán cao hơn các bạn nha. Nhưng ấy cũng tùy vào cái từng mẫu xe một và doanh thu doanh số của từng mẫu xe mà cũng có mức giá bán khác nhau. Nhưng cơ bản thì dòng xe Honda ở miền Nam thường thường sẽ cao hơn vào khoảng tầm từ 1 đến 2 triệu so với những mẫu xe Honda tại khu miền Bắc. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe ở đây, các bạn hãy đến trực tiếp để xem xe cho mình với địa chỉ cụ thể: 1164 đường tỉnh 85, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc bạn có thể thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang với số điện thoại 0362973808 sẽ tư vấn cụ thể về dòng xe này. Đến địa lý các bạn ở Tô Lâm giới thiệu hoặc bạn Quỳnh Trang giới thiệu sẽ được hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại cho bạn ở xa này, giảm giá bán của xe 500 đến 1 triệu. Rồi những món phụ kiện ở trên xe sẽ được giảm từ 30 đến 50% cho bạn nha. Rồi, đó là của mình. Nếu hoan nghênh bạn chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.